Rồi, ngồi thẳng lưng lên khởi động chút này. Đó. Thầy mình khởi động chút cho nó nóng lên, cho nó khỏe, đúng không? Có đang muốn khởi động không? Ok. Mở cho thầy phiếu ITMC. Thứ bát 1 nha. Xong rồi chúng ta còn bát 2, bát 3. Nào, xin mời. Câu số 1. Bà nào dịch cho thầy câu số 1? À, Phạm Bảo An. Alo Bảo An, nghe rõ không? Có Nào đi, thì thầy có một nhé. không biết gì cái Ơi, thế chỗ không này biết gì cái câu không biết gì chỗ này hả? Nào Quang Quang Khải, nào Quang Khải đúng không? phải không? Con thưa thầy là một phép trừ nào dưới đây có hiệu là 563 ạ? À, phép trừ nào dưới đây có hiệu là 563? Nào, tính như thầy, tìm nhanh như thầy xem là phép tính nào có cộng 563. Để giải quyết bài toán này thì các con thực hiện lần lượt cho thầy từng các phép tính xem ra được 563. Đó. Nào, nhanh tay nhé, 1 phút tư duy nhanh này. Để hiệu 563 đến 561 này, thấy nhỏ hơn chưa? Thấy không? Mà trừ đi lại 18. Đấy. Thì cái này ra còn là 500 bao nhiêu? 543. 540. Đúng không? 543 đúng không? Đúng không? Đấy. Thế đây cái này. 2000, 2000 hết rồi, còn 571 trừ đi 8. Bao nhiêu? Bao nhiêu nhỉ? 500 bao nhiêu nhỉ? 71 Số trừ 3 8. À, 60. 63. 163. Ok chưa? Chọn vào câu C. Đấy, hiểu gì chưa? Rồi, ok. Tiếp cho thầy câu số 2 này. Nào, câu 2. Cao Thái Bảo thì thầy câu số 2. Con thể con không dịch được. À, lớp mình đang vướng này, bây giờ nhìn nhá. Nào, Trần Vi Yến Trang hỗ trợ bạn xem nào. Con thưa thầy là số chẵn tổng của số chẵn nào là 100 ạ? À, tổng nào có các số chẵn như đây là 100. Số chẵn là số mà có hai chữ, à, có các chữ số tận cùng, nó là mấy? 0, 2, 4, 6, 8. Đúng không? Thế thì nhìn vào đây, lớp mình tìm xem là kết quả nào thì phù hợp. Tìm kết quả nào phù hợp này. Lớp hiểu ý không? Thấy không? Thế câu này loại chưa? Loại chưa? Thấy không? Câu này loại luôn chưa? Rồi, có thể là câu E này. Còn số nào chẵn nữa? Câu nào nữa? Câu B, câu D. Chẵn không? Rồi, tìm cho thầy xem là câu nào kết quả bằng 100? Hai cái này nhớ nhóm này lại sẽ là bao nhiêu? 60 này. Cái này lại bao nhiêu? Này bao nhiêu? 40 này.
40, như vậy cộng lại là 100 chưa? Đúng không? Nào, bên này. Cái này 2 này cộng với 2 này. Để ý cho thầy chữ số tận cùng thái bảo rồi. 2 với 2 là 4 này, 4 4 bằng 8 này. Có thấy không? Chỉ cần nhìn vào chữ số tận cùng thôi là đã thấy bằng 8 rồi, không thể bằng 0 được. Giơ tay lên nếu con hiểu rồi. Hiểu không? Tôi nói tổng 100 cơ mà. Đấy. Còn câu này thì sao? 2 này với 8 này bằng sao 0 này, nhưng đây là 6 nữa này. Thấy không? Còn 0 này và tận cùng cái này là bằng 6 này. Đã thấy sai chưa? Như vậy câu này phải là câu E là đúng này. Giơ tay lên nếu con hiểu rồi. Con hiểu cái cách làm chưa? Bà nào hiểu cách làm rồi? Alo Quốc Anh nghe rõ không? Lớp mình hiểu cách làm chưa? Không Điều quan trọng có. nhất, thế này này, điều quan Rồi trọng nhất đó. đó là cái cách làm, tức là cái phương pháp làm nữa các phương pháp làm đây nó chính là cái tư duy để mà mình tìm ra được cách làm như nào. Đó mình hiểu chưa? Ok không? Rồi, đấy là câu số 2. Nhìn là câu số 3 nào. Rồi. Câu hỏi là gì? Đây là gì? Nào xin mời. Nguyễn Ngọc Châu Anh dịch cho thầy cái này. Châu Anh. 9 nhân ô trống bằng 4.608. Hỏi tích. Cái tích nào sau đây có giá trị? Tích nào sau đây có giá trị trong ô trống? Có nghĩa là cái tích đó, hiểu tích đó nhá. Có giá trị ô trống. Tích nào? Tức ô trống bằng bao nhiêu? Thế để làm được bài này làm như nào? Châu Anh làm như nào? Phải tư duy trước. Đấy, nào xin mời. Tư duy như nào nhỉ? Tư duy ở đây là gì? Nào xin mời Phạm Bảo An. Con thưa thầy là mình lấy 4.608 chia lại cho 9 ạ. À, đấy, tư duy chuẩn luôn. Lấy cho thầy 4.608 chia cho 9 bằng nhiêu? Bằng 512 ạ. 4.608 chia 9. Trên tay. Bằng 512. Rồi, 512. Thế 512 nó là tích của hai số nào trong năm phép tính này? E. Theo tính nào? Nhìn vào đây cho thầy. Nào, giơ tay lên nếu muốn thầy chỉ cho cái phương pháp để tư duy rất dễ. Nhìn này. Chúng ta vừa tìm được đây sẽ là bằng, có nghĩa là chỗ này này. Lớp mình viết xuống thầy này, 4608 chia 9 bằng 512. Ok chưa? Viết số này đã, hiểu ý không? Vậy bây giờ nhìn tiếp này. 4 nhân 4 này tận cùng bằng 6 không? Có hiểu ý không? À lụa. Chúng ta nhìn cho thầy vào chữ số tận cùng. 4 nhân 4 được bằng 6. Đây là tận cùng bằng mấy đấy? Bằng mấy này? Bằng mấy đây? 2. Vậy cái này loại chưa? Loại không? Loại. 2 nhân 2 này bằng mấy? Hai bốn bốn lần bốn Nhìn mỗi chữ số tận cùng thôi, viết lên trên này cho thầy là 4. Thấy chưa? Nào. Tiếp luôn này, 6 nhân 2 tận cùng mấy? Bằng 12 12 á. bằng 2 luôn.
6 nhân 2 được chữ số tận cùng bằng bao nhiêu? Thì bằng 2 đúng Bằng hai. không? Ấy. Lỡ mình có hiểu ý không nhỉ? Có. Rồi, giỏi lắm. Thế bây giờ cho thầy hỏi một câu hỏi ngoài lề một tí này. Trước khi tiếp tục này. Lẽ ra thầy hỏi trước. Bạn nào lần đầu tiên học với thầy cho thầy này? Có ai lần đầu tiên được học với thầy không? Ở đấy, để thầy hỏi xem là tư duy theo quốc gia theo kịp không? Lớp theo kịp không? Ok. Nào bây giờ tiếp này. 8 mà nhân với 2 ta gồm mấy? Đúng rồi. Cơ sáu Viết lên đây. 256 2 nhân với 4 ta gồm mấy? bốn tám Rồi, 2 nhân 4 ta gồm bằng 4. Phải. tám ạ. 8 này. Đấy. Thế bây giờ thầy đố bạn nào ra từ đây tư duy ra được cái gì rồi? Ai tư duy được cái gì rồi? Alo. Dạ em thầy ạ, bởi vì 512 có tận cùng đơn vị là hai. Thấy không? 512 có chữ số hàng đơn vị là 2. Thế trong 5 phép tính này thì chỉ có một phép tính tận cùng bằng 2 thôi. Giơ tay lên nếu con hiểu đó. Hay không? Vậy mình khoanh vào câu này. Úi giời ơi hay quá. Ha. Bạn nào thấy hay vỗ tay thế nào? Không. Đấy, có phải hay thế. Có đúng không? Có đúng là tư duy không? Bạn nào thấy tư duy thấy hay quá giơ tay lên thế nào? Giơ tay lên thấy hay. Đấy. Nó phải hay thế chứ. Rồi, nhìn tiếp. Nào xong chưa? Xong chưa? Để xong tiếp theo này. Phải sử dụng cho thầy phương pháp kỹ thuật cái kỹ năng vận dụng kiến thức của các em để giải quyết những cái bài toán yêu cầu. Nhớ là 10 ngày 17 là chúng ta thi nhá. Thấy chưa? Rồi, câu 3 là E, xong chưa? Tiếp cho thầy câu số 4. Ừ. Nào xin mời. Quang Khải dịch đề câu 4 à. Công thức thầy là 4. Hình A, B, C, D là một hình chữ nhật. E và F là điểm ở trên đoạn thẳng AB và CD. Để tạo ra hình vuông AEFD, biết rằng AE bằng 5 và EB bằng 4, tính chu vi của BCFE. Rất rõ ràng đúng không? Lớp mình hiểu ý không? Biết A, B, C, D là hình chữ nhật. Đây này. Nhìn vào đây nhé. Học hình là phải nhìn vào hình, hiểu không? Nhưng hình nó không hiểu được. Đây là A này. À, thì lấy màu đỏ cho chúng ta nha. A, B, C, D là hình chữ nhật. Lấy điểm E và điểm F. E và F ở trên A, B và CD. Được chưa? Sau đó mình nối lại ở đây thì mình được một cái hình vuông. Đó là AEFD. A E F D là hình vuông có AE bằng 5. Thế câu hỏi của thầy này. DF bằng bao nhiêu? Năm Đây bằng 5 có nghĩa là hình vuông thì các cạnh bằng nhau đúng không? vâng ạ. Rồi, thế bây giờ câu hỏi của thầy là làm thế nào để tìm được chu vi của BCEF? À, BCFE. BCFE. Ai biết? Ui đấy, thông minh thế. Nào, xin mời. Nào, Châu Anh xem nào. Thầm mời Châu Anh nào. Thông minh đấy. Nào, xin mời. Nói đi. Là mình lấy số, mình đếm số cạnh của hình vuông rồi nhân với số một cạnh của hình vuông bằng bao nhiêu ạ? Ừ.
Con gái yêu. Đấy là mà đấy sinh chữ nhật mà. Đây là chữ nhật mà. Còn con đi thấy, con đi thấy À, hình này này, bây giờ họ con bảo là mình tìm chu vi của hình đấy. Chu vi. con thấy Từ 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 con từ. biết rồi Đấy, Châu Anh ơi. Châu Anh có nhìn thấy cái hình mà thầy đang vẽ đây không? đang vẽ này không? Nó là cái màu đỏ mà. Đúng không nào? Thế thì ở Không, đây phải suy ra được để ở đây là ở năm. đây suy ra được đấy. Đoạn trên là 4, đoạn FC là 4. D là 4. Vậy thì đây cái này đây là 4 đúng không nào? Vâng, Đây là còn 4 như đây, đây là 4 HDB là 5. rồi. Cộng tất cả lại với nhau được 18. Được 18. Đúng, cách số 1 ở đây. Đây. Đó là 5 cộng 4 cộng 5 cộng 4. Và nó chính bằng là để ý nào. Có mấy số 5? Mấy số 4? Hai số Có 5 hai và hai số 4. tính 5 nhân 2 Bằng cũng được. là 5 cộng Cộng 4 4 nhân 2 nhân 2. bằng là 18. Nào nhìn cái đáp án 18 không? Đấy, mình giải ra 18 mà đề bài không có 18, đáp án không 18 thì sai. Đây. Câu B. Đúng. Ok hiểu ý chưa? Rồi. Sẽ hiểu. Lớp mình hiểu không? Ai thấy giới hiểu cho tay lên. Đấy. Thầy mới dạy các em thôi mà thầy thấy các em rất là thông minh đấy. Nào bây giờ những bạn thông minh nhìn vào đây tiếp tục này. Nhớ ghi này vào nhá. Ghi vào chưa? Ghi vào, ghi vào, ghi vào. Đến đây. Rồi nào tiếp này, câu số 4 này, ok này. Nào câu số 5 nào. Wow. Họ nói gì đây? Nói gì đây? Quang Khải giỏi quá. Nào xin mời Yến Trang. Đề bài hỏi làm hỏi có bao nhiêu hình Có bao nhiêu hình gì? lặp lại không? Rồi, Quang Khải dịch để câu này nào. Ê. Alo. Cho ba hình tam giác, hình một hình vuông, hình chữ nhật và hình diều. Mỗi hình tam giác có một số đường đối xứng. Sắp xếp thứ tự từ nhỏ từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Cùng cả số đường đối xứng của cả ba hình. Cái âm thanh của con thì thấy nó có vẻ như là nó hơi rè rè đúng không? Đúng không? Nào, họ cho cái gì nào? Câu số 10 à, câu số 3, số 5 rồi. Câu số 5 này. Cho ba cái hình tứ giác bên dưới này. Hình vuông, hình chữ nhật. Và hình gì nhỉ? À, hình diều, bạn gọi hình diều. Bây giờ mỗi gì nhỉ? Mỗi tứ giác thì có một số cái điểm Phân thẳng. à, cái gì nhỉ? Cái đường đối xứng. Đường đối xứng nhỉ? Bây giờ hỏi này. Cái thứ tự nào sau đây sẽ giảm dần? Thứ tự nào? Hình vuông có a, hình vuông, hình chữ nhật, hình cánh diều. Câu B, hình chữ nhật, hình diều, hình vuông. Câu C, hình diều, hình chữ nhật, hình vuông cánh diều, chữ nhật.
Câu E. Ba tứ giác này có được xem là số trục có cùng hỗn trục đối xứng. Ngon quá, lẹt và được. Anh có Câu nào? bởi vì những hình đấy đều lặp lại ạ. Đáp lại cái gì? Ở cứ vuông tam giác, cứ vuông chữ nhật diều lại vuông chữ nhật diều ạ. À, bạn cho rằng nó là sự lặp lại. Thế bạn nào có ý kiến gì khác? Quang Khải ý kiến gì? Quang Khải dịch lại một lần nữa cho các bạn nghe. Quang Khải. Alo Quang Khải nghe rõ không? Thì nó lại bắt đầu dò lại thì nó sẽ không thấy. Cứ con nói đi, thầy nghe xem rõ có rõ không? Con nói đi. Không, thì nó hơi lại dò dò tiếp thì thấy. Nhưng thầy nghe không rõ lắm. Mỗi tứ giác thì có một số cái đường đối xứng. Được không? Bây giờ cái thứ tự nào sau đây nó sẽ giảm dần? Nào, hình vuông, hình chữ nhật, hình ánh diều, hình chữ nhật, hình ánh diều, hình vuông giảm dần nhá. Tức là số hình đối xứng, số đối xứng nó giảm dần đấy. Ánh diều, hình chữ nhật, hình vuông, ánh diều, chữ nhật. E là gì? Ba tứ giác thì có cùng cái số trục đối xứng. Thế thì ở đây thấy rằng là nó giảm dần là ở câu nào? Ở đây. Hay là câu A đúng không? Đúng chưa? Rồi, ok nhá. Tiếp này. Nhìn thấy câu số 6 này. Nào, xin mời câu 6. À, gì câu 6? Quang Khải kiểm tra lại cái mic của con nhé. Anh em biết rè rè. Nào, Cao Thái Bảo thì câu 6. Alo Thái Bảo. Thái Bảo không nghe rõ không? Con thưa thầy là Nào. Cho các cái hình bên dưới đây. Nó hỏi là gì nhỉ? Minh Châu nào. con thưa thầy là có tất cả bao nhiêu hình có số cạnh là số chẵn. À, có bao nhiêu đa giác? Là trong tất cả các hình này này thì có bao nhiêu hình hay còn có bao nhiêu đa giác là có cái số cạnh là số chẵn. Con Hiểu ý không? Có bao nhiêu hình, mình hiểu đơn giản là có bao nhiêu hình có số cạnh là số chẵn. Ví dụ cái này có mấy đây? Bốn này, bốn cạnh này là được một hình này. Cái này mấy? Cái này mấy? Nhiều đấy, ba này, bỏ qua số chẵn nhá. Đây là một hai ba bốn, hai này, cái này không, cái này này là 3 này, 4 này, cái này để tính rồi nhá. Cái này là mấy? 1 2 3 4, cái này 5 bỏ qua. 1 2 3 4 5. Mấy? 1 2 3 4 5 6. Cái này. Được không? 1 2 3 bỏ qua, 1 2 3 4 5 bỏ qua. Như vậy có tất cả là mấy hình? Có mấy hình? 1 2 3 4 5. 5 hình. Có 5 hình là có số cạnh
là số chẵn. Hãy nhớ số chẵn là số ví dụ như là 0, 2, 4, 6, 8 nó tận cùng thì nó là số chẵn. Như vậy là có 5 hình có số cạnh là số chẵn, vì vậy mình khoanh được câu B 6B này. Ok này. Rồi tiếp, lớp mình hiểu ý không? Lớp mình ấy dùng bút này, dùng bút khoanh vào cái này hoặc đánh dấu vào, đánh dấu chứ đánh dấu là được, sau đó khoanh vào đây, dùng bút đánh dấu. Câu tiếp theo, văn gì thầy câu này? Trung Hiếu à? Trung Hiếu là Trung Hiếu chưa đậu lần nào. Trung Hiếu nhé, à Trung Hiếu nào, về Trung Hiếu nào. Câu này dễ quá nhỉ. Nào xin mời. Năm giờ vô. Sao lại 5 giờ? À bạn nào giúp bạn Trung Hiếu nào? Vũ Trí Trung Hiếu. Nào xin mời. Minh Châu nào. Con thưa thầy là biết rằng ngày 5 tháng 4 là chủ nhật, hỏi ông trong cùng một năm ngày 5 tháng 8 là thứ mấy ạ? Tháng này là tháng mấy? Tháng này tháng 4 à? Tháng 8 mà. Hiểu không? Biết ngày mùng 5 tháng 8 là chủ nhật. Trong cùng năm đó hỏi ngày mùng 5 tháng 9 sẽ là thứ mấy? Mùng 5 tháng 8 là chủ nhật, vậy mùng 5 tháng 9 là thứ mấy? Từ mùng 5 tháng 8 Đến đến mùng 5 tháng 9 bao nhiêu ngày? ngày À, xin mời Bảo An nào. Ủa, Bảo An làm tốt quá, xin mời. 30. À, thầy nghe không? Đứa có rè rè thế nào ấy, An nào, làm như này. Mùng 5 tháng 8 đến tháng 8 bao nhiêu ngày à? 31 ngày Rồi, ạ. 31 ngày. Mùng 5 tháng 8 đến 31 tháng 8 thì sẽ có là lấy 31 trừ đi 5 bằng 26 ngày. Yeah. Mùng 1 tháng 9 đến mùng 5 tháng 9 có 5 ngày. Hay có nghĩa là từ mùng 5 tháng 8 đến ngày mùng 5 tháng 9 trọn vẹn là có 31 ngày. Thế thì bây giờ mình có là lấy 26 ngày của tháng 8 cộng với 5 ngày tháng 9, sau đó chia cho 7 thầy. Tại sao chia 7? Ai biết không? Châu Anh biết tại Một sao chia tuần 7 không? vì một tuần ngày, một tuần có Một tuần 7 có ngày, 7 ngày. Được, thế chia cho 7. tuần có 7 Thế ngày. 31 chia 7 bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu? Bằng 4 R R3. 4R3. Tức là 4 chia 2. Bây giờ đếm rồi 3 ngày đi. 3 là thứ tư. À, đếm 3 ngày dư 3 này, R3 này. Cho biết đó là chủ nhật. Đếm tiếp sẽ là thứ thứ 2, 2 thứ 3 thứ 3, tư. thứ 4. Hiểu không? Đây là thứ 2. Thứ 3. Thứ 4. Thế thứ tư thì mình chọn vào đáp án nào? Đáp án C chưa? C. Westnet này. Như vậy câu số 7 của chúng ta là đáp án C.
À, bút này. Đấy. Lớp hiểu chưa? Giơ lên nếu con hiểu rồi. Bạn nào thấy dễ hiểu thì dễ hiểu không? Ok, kể được luôn. Cho tốt. Nhìn tiếp cho thầy câu số xong chưa? Mới xong chưa? Viết cả cái này vào nhá. Lớp mình hiểu ý không? Viết này vào để mình biết có được phương pháp nhá. Ok, câu 8 này. Nào, xin mời câu 8. Ai thì thầy câu 8? Tuệ Linh nào, thầy mời Tuệ Linh nào. À, thầy muốn nghe giọng nói của Tuệ Linh nào. Phan Trần Tuệ Linh dịch cho thầy câu số 8 nào. Một cái gì? Hai, giúp đỡ bạn một chút nào. À, thầy mời ở Minh Châu nào. Alo Minh Châu. Quốc Anh ở đâu rồi? Alo. Con thưa thầy là câu 8 sao thầy? Bật mic lên, à bật mic lên. Một chuyến tàu bắt đầu đi từ 11:40 và cần 75 phút để đến điểm điểm đến. Hỏi khi chuyến tàu tới điểm đến thì lúc đó là mấy giờ ạ? Ừ, rất giỏi luôn. Nào, một chuyến tàu xuất phát lúc 11:40. Nào, xình C. xịch xình xịch từ lúc 11:40. Hiểu ý không? Và thời gian đi là 75 phút. 75 phút nhá. Thì đến nơi, về đến đích. Đấy. Câu hỏi là cái tàu đến đích lúc mấy giờ? Tình. Suy nghĩ kỹ nào. Bây giờ 1 giờ là 60 phút này, đúng không? Bao nhiêu? C. Tại sao lại 12 giờ là 50 xin? con thưa Con thầy là ơi, 12 giờ 55 ạ. tại sao lại 12:55? Thầy chưa hiểu vì sao. Nào xin mời Quốc Anh nói xem nào. Tại sao 12:55? Con thưa thầy là đầu tiên là thay vì 11:40 thì con cho nó tròn luôn thành 11 giờ. Sau đó con lấy 75 là như nào để thành 1 giờ là 60 phút. Vậy con quy đổi 75 phút kia là được 60 phút và dư 15 phút bên ngoài. Vậy 60 phút đấy sẽ bằng 1 tiếng. 1 tiếng 11 giờ cộng với 1 tiếng đấy sẽ bằng là 12 giờ. Sau đó 40 cộng với 15 thừa kia là được 55. Vậy con có đáp án là 12 giờ 55 phút Bạn nào ạ. hiểu Con ơi. nhanh hơn. Đầu tiên bạn nào hiểu cách bạn nói đó, giơ tay lên. Tôi Ok. khó hiểu vậy. Anh quá Khó thầy hiểu. Nào xin mời khách cái khác, Minh Châu. ơi. Con thưa thầy là từ 11:40 con làm tròn lên 12 giờ thì nó sẽ tốn 20 phút. Vậy con lấy 75 trừ 20 được 55. 55 kia là của 12 giờ. Vậy vậy con lấy 12 giờ cộng 55 phút thì sẽ được 12 giờ 55 phút ạ. Ai hiểu cách bạn Châu nói cho tay lên. Rồi, có bạn nào có cách nào khác không? Có. Ví dụ như là cái này chính là bằng 1 giờ 75 phút này đổi thành 1 giờ 15 đúng không? Tức là 1 giờ 15 đúng không? Đúng không? Xong cộng lại 11 cộng 1 bằng 12. 40 cộng với 15 thì bằng 55. Giơ tay lên nếu con hiểu cách này. Đúng không? Rồi, hay lắm. Như vậy chúng ta có 3 khách nhá. Chuẩn luôn, 12:55. Vỗ tay. Quá hay luôn. Bài xuất sắc. Rồi. Chúng ta cùng đến với câu số 9 nào. Hay đấy, lớp mình làm tốt nhỉ. Xem nào. Wow. Cái gì đây? Và là nào. Ai gì sẽ thấy câu số 9 nào? Nào, mở câu 9 đi, mở câu 9 đi. Nào.
Liên quan đến cái gì nhỉ? Liên quan đến gì đây? Liên quan đến gì? Hơi giống bài toán anh. Liên quan đến cái gì đây? Nào xin mời ai đi được? Yến Trang à? Yến Trang gì giúp bạn à? Con thưa thầy là có 10 đội, mỗi đội phải 10 thi đội đấu tham gia đá bóng 10 bóng đá, đúng không? mỗi đội phải tham gia với một đội khác. Hỏi có bao nhiêu Bao nhiêu trận đấu? có bao nhiêu trận đấu ạ? Có 10 đội tham gia một cái giải bóng đá Britain Lewis. Mỗi đội phải đấu chính xác một trận với đội còn lại. Thế câu hỏi là có tất cả bao nhiêu trận? Là C à? 20 trận không? Vì sao lại ra 45 nhỉ Yến Trang nhỉ? Con lấy 10 nhân 9 chia cho 2 ạ. Vì sao lại 10 làm lấy 10 nhân 9 chia 2? con vẽ các đoạn thẳng ra rồi con nối lại với nhau. Khi hai đoạn nếu con đặt cho nó là AB, đoạn thẳng AB nối lại với nhau, đoạn thẳng BA nối lại với nhau nó bị lặp lại nên con mới chia hai ạ. Lớp mình có hiểu ý không? Ai đã biết cách này làm đấy, giơ tay lên. Ai biết cách làm của bạn? Rất hay luôn. Bây giờ nhìn này, nhìn này, được không? Bạn nói vậy thầy sẽ cho các em biết bí mật của sự thành công. Nhìn đây. Con cũng làm thế. A đây à? A này. À thầy phải viết đây cho nó dễ hiểu. Nào đội A này, đội B này, đội C này, đội D này, đội E này. Thì ví dụ thế, nào đội A to lên tí nào. Hiểu ý không? Thế bây giờ ấy là nối như nào đây? Đội A đấu đội B này. Một trận này. Hai trận này. Đây là ví dụ 5 5 độ nhá. Cái bài của mình là có 10 độ thôi. Hiểu ý không? 3 trận này. 4 trận này. Có nghĩa một đội đấu 4 trận với 4 đội còn lại. Hiểu ý không? Lúc này mình ở trong bài toán này nó chính là 5 nhân mấy à? 5 nhân 4. Làm việc nhân 4 ạ. B này lại đấu với A này, B đấu với C, B đấu với D, B đấu với E. Hiểu không? 5 nhân 4. Như lúc nãy mình vừa nói A đấu B đúng không? B lại đấu A này. Nhưng mà Mình làm B lại đồng với A, bây giờ chia 2 hai. Chia 2 á. bằng là 10. Vậy quay trở lại bài này. Mình có 10 ở đây. Chính là 10 nhân 10 nhân 9. mấy? 10 nhân 9 ạ. 10 nhân 9 chia cho 2 Chia cho 2. bằng 45 trận. Đấy, bạn nào hiểu rồi giơ tay lên nào. Hay không? Nó cũng làm kiểu đấy mà Tuyệt thầy. vời. Đấy, chỉ cần học một câu là đã thành công rồi. Đúng không? Bạn nào thấy hôm nay mình học được rất nhiều bài giải nó hay, trong đó cái bài này là bài rất hay, giơ tay lên. Và thầy tặng em điều này, em biết bài tập bót vỗ tay à? Biết không? Bắt tay ạ. À con biết. Bạn Châu bắt tay với bạn Trang, bạn Con biết Trang bắt ạ. tay với Tuệ Linh bắt tay với Quốc Anh,
Đấy. Tôi chào mẹ. Ví dụ như là trong lớp mình có 2, 4, 5, 9 người, một bạn nữa vừa ra ngoài rồi. Bạn bạn Quang Khải ao zoom sớm đi học rồi. Bây giờ còn 9 người, cả thầy là 9, thầy đố các em biết có tất cả bao nhiêu bắt tay. Mỗi người bắt tay với nhau một lần thôi. 9 người thì có bao nhiêu cái bắt tay? 2 người bắt tay với nhau một lần. Bao nhiêu? Con ra là 36. Vì sao? Bởi vì có 9 người mà mỗi người bắt tay với một với những người còn lại thì con lấy 9 nhân 8 bằng 72 xong chia cho 2 được 36. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, quá khen luôn, chuẩn luôn, rất là chuẩn luôn. 9 người thì có lấy 9 nhân 8, bởi vì một người bắt tay với 8 người còn lại, nó chia cho 2. Cái bài này thế, nó giống bài toán bắt tay và giống bài toán gì nào, viết xuống cho thầy, viết xuống giống bài toán bắt tay này nào, giống bài toán gì nhỉ? Liên lạc điện thoại này, có ai biết bấy bấy bài toán này không? Hình như con từng đọc rồi nhỉ. Bài toán liên lạc điện thoại là bài toán gì? Là bài toán là ví dụ như là có năm cầu, 5 điểm nối điện thoại, hỏi có bao nhiêu cái cách để liên lạc, hai người cứ gọi điện cho nhau một lần thì nó giống người ta bắt tay thôi. Ví dụ bạn Châu bắt tay với bạn Bảo An thì giống như Bảo An bắt tay với Châu. Bây giờ gọi điện cũng thế, Bảo An gọi điện cho bạn Châu thì giống như bạn Châu gọi điện cho bạn Bảo An. Thế giống như bài này đá bóng vậy. Lớp hiểu ý chưa? Ok chưa? Nhớ nha. Đấy, từ bài này mở rộng thêm hai dạng bài này, cách làm tương tự nha. Vậy thì công thức này, viết luôn thầy công thức, công thức nha, thầy viết thiếu này. Nào, n nhân với n trừ 1 chia 2. Nhớ nha. Công thức dùng thức n nhân với n trừ 1 chia 2. Đây cho 10 độ thì n bằng 10. 10 nhân với 10 trừ 1 bằng 9. Vậy 10 nhân 9 chia 2 bằng 45. Ai thấy quá hay thì dài lên. Đấy, chúng ta dùng thêm công thức nhé để giải quyết các dạng bài. Tiếp này, câu số 10 này. Có 10 nha. Finish. Ok. Ui, ai đã từng nhìn thấy con bò rồi? Ui, rồi, con bò đây. Nào, xem con bò nào. Con làm bài này rồi. À, làm rồi à? Nào, bài này làm như nào? Con này. Nào, xin mời. Nào, Minh Châu làm bài này làm như nào? Thầy là con dịch là những hình bên dưới thể hiện số bò trong ba cái trang trại, và một con bò thể hiện là một một con bò ở trên thể hiện bằng 15 con bò, và cái lời lời nào ở dưới là đúng. Ừ. Cái chỗ mà một con bò nó bằng 15 con bò ấy, lớp mình có hiểu Nghĩa là một một cái hình con bò bên trên sẽ bằng 15 con bò ngoài đời thật, không? kiểu Tức nó đại diện ấy, hiểu không? thế. Một cái này nó bằng 15 con bò, nó thay cho 15 con bò. Chứ bây giờ đưa 15 con bò vào đây không có chỗ để viết, vẽ đúng không? Rồi, bây giờ câu hỏi là cái đáp án nào dưới đây đúng?
ơn Câu bạn. D ạ. Thế thầy đây là ITMC lớp 3. Ở ba lớp 3 con ơi, con chờ chút là con lớp 4 đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Lớp 4 chờ chút nhé con ơi. Con rất cao nha. Ok con. Nào, lớp mình làm ra câu nào? Câu D ạ. Thế sao lại Câu là câu D? D ạ. Câu D, thế sao? Tại sao nó là Con chọn D? D luôn ạ. Nhưng tại sao lại là con là chọn câu D? Hiểu không? Vâng, con thấy câu con tính ra số con bò Của ở trang trại A là trang bốn. trại rồi 45 Trang trại ok B là 15 ạ. 15 cái này là Trang 30 trại C là rồi xong sao nữa 30. Con có cách khác. câu A nó bảo gì đây trang trại A ba con bò đúng hay sai 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 rồi. trang trại B 10 con bò đúng hay sai Sai. sai trang trại A có số con bò nhỏ nhất đúng hay sai Sai ạ. thế nhỏ nhất phải trang trại Sai. A B nhỏ ạ. nhất phải là B vậy câu này cũng sai B. luôn trang trại C có 20 con bò đúng hay sai Sai. Sai ạ. sai thì nó Sai. ba Sai ạ. Chỉ còn thầy D rồi. ơi Còn D ạ. trang trại C Thầy có ơi. 15 con bò à nhiều hơn trang trại C nhiều hơn trang trại B 15 con đúng không Thầy ơi. đúng Thầy đúng rồi ạ. đúng rồi đây 30 đây 15 chuẩn rồi Đây. Đúng số 2. đúng Con vẫn rồi có cách khác không phải máy tính. nào xin mời đúng rồi nào cách khác thầy thích cách khác thích cách gì Con chứ thưa thầy là con xét từng câu một a một một con bò có một con một cái hình con bò bằng 15 con bò vậy a có tận ba con bò trong hình nên là trang trại a có ba con bò là sai. Xong xét đến câu b trang trại c có 20 con bò là sai bởi vì trang trại c có bạn 20 con bò là sai bởi vì trong hình C là có hai con bò mà hai con bò tương ứng với 30 con bò. Thật đấy ạ. ừ. À? Con xét đến câu C là trang trại B có 10 con bò là sai bởi vì một hình vẽ tương ứng với 15 con bò mà trang trại B có một hình vẽ thôi nên là nó phải tương ứng với 15 con bò chứ không phải 10. Xong con xét đến câu D, trang trại C có 15 con bò. À, trang trại C nhiều hơn trang trại B 15 con bò. Con thấy trang trại C có hình vẽ ở trang trại C có nhiều hơn hình vẽ ở trang trại B là một hình vẽ. Nên là mà một hình vẽ lại tương ứng với 15 con bò. Vậy nên là D là đúng. Xong rồi để chính xác hơn nữa con lại xét đến câu E là trang trại A có Bài này con làm đúng hay sai? rõ số con bò là ít nhất nhưng Đấy. mà trang trại ta lại có ba hình thì đáng lẽ nó phải nhiều nhất chứ không phải ít nhất ạ. Ok, thank you. Câu hỏi phụ của thầy. Trang trại C có số chân bò nhiều hơn trang trại B bao nhiêu chân? Một tranh Bao nhiêu chân nhá? Bao nhiêu cái chân ấy? Đang nghĩ đến đấy chưa? bốn mươi cái chân Sao lại 10 cái chân được? thì đây 40 cái chân Không phải. bốn Một con bò có mấy cái chân? ạ Bốn. Thế nó bốn nhiều ạ hơn 15 con thì nhiều hơn bao nhiêu chân? mười 60. mười 60 60 chứ. Bởi vì 4 x 15 mà. ạ. Hiểu chưa? Đấy thầy hỏi sâu hơn tí mà lại vướng rồi. Một con bò có 4 cái chân vậy nhiều hơn 15 con nó phải nhiều hơn là 4 x 15 là 60 chân. Được chưa? Vâng. Rồi ok, nào cho thầy hỏi một câu. Nào. Có bao nhiêu bạn thấy rằng là ngày hôm nay học mình học được nhiều điều, giơ tay lên. Rồi. Con ạ. Bao nhiêu bạn thấy học ITMC rất là hay và vui cho đây này rồi nào bây giờ cho thầy hỏi nào
Con cảm thấy như nào sau buổi học ngày hôm nay? Phát biểu cảm thấy nào? Nào xin mời Minh Châu à, Châu Anh, Châu Anh nào. Nhiều Tôi bạn. thấy rất tuyệt vời ạ. Rất tuyệt vời. Ok. Một từ khác thế nào? Minh Châu nói điều gì nào? Con thấy hay, thú vị và rất là dễ hiểu ạ. Ok, Yến Trang nào, nói điều kêu nói gì à? Tuệ Linh chuẩn bị này. Con cảm thấy bài hôm nay rất hay ạ. Ok, Tuệ Linh nào. Bài dễ hiểu hơn mấy cô ở trên lớp con dạy nhiều. À đúng rồi, bởi vì khác nhau mà, thầy khác với các cô chứ, hiểu không? Rồi, có lẽ là còn nhiều ý kiến khác, nhưng thôi bây giờ giúp thầy một việc này. Về nhà làm nốt số câu còn lại được không? Ok không? Được Rồi. ạ. Được ạ. Rồi ok nha, hẹn lại các em. Có ạ. Hẹn lại các em vào buổi hôm sau nhá. Bye bye, nhớ hoàn thành Vâng. bài nhá. Ok, bye bye. Con chào Rồi chào các thầy. em. Con chào Hey, thầy chào em. anh, chào Chào chị. thầy. Cảm ơn chị.